Thưa quý vị, mới đây tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã tổ chức lễ động thổ trung tâm thương mại Ngân Phát tọa lạc tại dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đây hứa hẹn sẽ là một cột mốc ấn tượng cho sự phát triển của tỉnh Bình Phước. Khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng là dự án có vị trí và vai trò quan trọng tại Bình Phước. Do đó, lễ động thổ trung tâm thương mại Ngân Phát của dự án đã có sự tham dự của đại diện các cấp chính quyền, đơn thể Bình Phước nói chung và toàn thể nhân viên tập đoàn Địa ốc Cát Tường nói riêng trên tổng quy mô hơn 2,8 hecta và tổng vốn đầu tư 539 tỷ đồng. Dự kiến trung tâm thương mại Ngân Phát sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1 là quý 4 năm 2020 và giai đoạn 2 khoảng quý 1 năm 2025. Tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát tường Phú Hưng, trung tâm thương mại Ngân Phát sở hữu vị trí đắc địa với bốn mặt tiền các tuyến đường chính giúp cư dân và du khách dễ dàng kết nối bên cạnh đó trung tâm thương mại ngân phát còn được tích hợp nhiều tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế vượt trội quy tụ chủ nhà hàng rạp chiếu phim trung tâm giải trí spa gym hiện đại việc xây dựng trung tâm thương mại ngân phát sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đồng thời hình thành sản phẩm du lịch thương mại chất lượng cao đảm bảo nhu cầu tụ hưởng của cư dân khu đô thị phức hợp cảnh quan cát tường phú hưng người dân địa phương và du khách khi đến với tỉnh bình phước